Everyone, nice you again. Welcome back to my YouTube channel. Today we have a new topic, is some and anise. I chose this topic because I recognize that in the previous video about true false statement, some students still confuse how to use some and anise. Some students they use some in simple question and some students they use any in positive sentence. So I hope that after finish this lesson, all the students will be able to use some and any correctly in the sentences. Now, start our lesson together. Before start our lesson, I would like all of you help me to subscribe and click on the bell for getting new video about my channel. But mun nung chap dam, som chui chuj subscribe nung chuj rukun dang nam bay tu ban video thamay thamay. Now, start our lesson. Some and any. Some and any meaning the same. In Khmer mean kla kla. Chúng biết tha some and any nâng bọc phải được khỉa. Phía xa Khmer mean này tha kla kla. We use some and any with plural noun and uncountable noun. We use some and any with plural noun and uncountable nouns. Dương tra some hoi nâng any chúng mùi niêm bè hụt bạch chân á, nâng niêm rộp mặt bàn. Chúng dương đăng hai thà niêm hụt bạch chân á, plural noun, cứ chứ niêm đầy lực bì mùi. Nếu bê đài niêm thông bà đá, tham é, tham ý é, rồi có tham trang vai ai é hạ sai lực bạch hiệt niêm. And uncountable noun, cứ chứ niêm rộp mặt bàn. Chúng xăm nâng ní nâng ai pra bàn tầng bì, tên plural noun phong, nâng uncountable noun phong. Ở lâu dương bần tò mê riêng tiết cứ biết xăm. Some is generally used in positive sentences. Some is generally used in positive sentences. Chúng chỉ tu từ some bị chán thời bàn kẹp prá khănong rồi dục sờ. Ở lời dân từ mưu thì hồ. Example. I have some apples. I have some apples. Khi ông miễn lại bóng khá khá. Chẳng, ví dụ này cứ chưa ví dụ sờ cái hai thác positive sentence. Chúng dân trời đã bà xăm, dân mình ai bà any bàn đi. Cứ xăm trời bàn kê bà nông biểu sổ. Chúng biết thả apple ní, cứ chỉ niếm rộp bàn, bè hụt vào chân ạ kê hạ thang plural noun. She wants to drink some water. She wants to drink some water. Chúng biểu ní có chưa biểu sổ đài. Chúng dân bà xăm hay water cứ chỉ niếm rộp bàn kê hạ thang uncountable noun. Chúng dân trời chọn chăm thà, niếm rộp bàn, tôi chỉ viết tráng khla khla. Dưới cư dưới mình ách ra S nơi bị khảo việc bàn tê. Cả bị mê riêng viết ổ môn. Khi em dần kết khởi tha sơ môi trường nguồn. Đã bị tha vọt thơ nâng đã ế. Đại sao khởi tập tràn. Chứng dưới mình ách đã ế bàn tê nơi chùm bốn niêm đại rộp bàn bàn. Tôi chỉ viết tràn dàng nào cả đào ý. There are some students in the class. There are some students in the class. Mình sơ môi trường nguồn được gọi sơ khá khá nâng nâng thân ạ riêng. Những student này cứ chứa plural noun. Hai ví dụ nó chứa ví dụ straw positive. Nhưng dân thầy bà xăm trong ví dụ này. We bought some meal yesterday. We bought some meal yesterday. Bụi dương bàn tính tự đọc cô khá 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 bì mà xa mình. Nhưng ví dụ này có chứa ví dụ straw đáy trong passing poor. Nhưng tôi chỉ biết trong ca nà cả đáy ở đây với chứa ví dụ straw. Hai ví dụ trong bà bị thác khá 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 dân thầy bà bị xăm. Mere ni cứ tự đọc câu cứ chỉ uncountable noun. Dara has some cats. Dara has some cats. Dara mean chma khla khla. Go mean chma mô chùm nguồn. Chân cứ chỉ bởi dục sổ phong này. Hồi cat ni cứ chỉ plural noun. Nhưng thử tham ế. Nói bị khói bị cat. Now continue. Note chùm nằm. But some is used in question in the following circumstances. But some is used in question in the following circumstances. Chẳng bần ta dương ai pra xăm nó không dụ xong nhu nó không gặp lại cái xạ khẳng khảm. Thứ mùi, when we are offering something. Chẳng dương nó bây đại dương trong đó là vậy mùi ở kề. Rồi có cái hai thang offer, ví dụ offer, cứ dụ ví dụ xong đó là vậy mùi ở kề. Example, would you like some coffee? Would you like some coffee? Ta lúc, rồi có ta nẹ, thơ ca. Coffee khá khá tế. Chúng ta dùng xong đó là kê.
Do you want some sugar for your coffee? Ta nè chong ban score so latte som rap cafe ra bo nè. Chang yeung su ke chong pdal avai muay ke do chi neu khnom phuchani than chang. Waiter and waitress yeung aich pra vyok ni ban ha yeung aich pra sam neu khnom vyok praphet ni. Ti 2, when we are asking for something request. Chang neu pe dai yeung snak so avai muay pi ke ko yeung aich pra sam neu khnom vyok somnua ban dai. Chang ke hai tha vyok neu request. Could I have some salt, please? Could I have some salt, please? Ta khnyom aich ta nea khnyom aich som ombol khla khla ban te chang nang kư piyok sna som. Can I have some fry with that? Ta khnyom aich yek dom long chien ban te chang nư pe dai yeung chong sna som ke yeung trâu tae pra sam khnom piyok somnua. Lời yên đó bị any. Any is used in negative and question. Any is used in negative and question. Chúng viên pra any nơi khăn ông bởi dục negative ní bởi dục bạc đề xác nâng bởi dục xâm nụ. Chúng any nâng cứ kì ọt ách pra khăn ông bởi dục sở bàn tê. Nơi ra bia dục bởi dục bạc đề xác nâng xâm nụ. Cứ viên pra bị any. Now look at the example. Example. I didn't see any friends there on Saturday. I didn't see any friends there on Saturday. Khnyom mun ban chuop rư ko mun ban khoeng mit phak khla khla te neu ti nuh neu thngai proho. Chong pyok ni keu pyok patisat neu knong past simple neu yeung prae piek any. Friend keu chea plural noun. Do you know any famous people? Do you know any famous people? Ta ne score menu lo bay lo ban khla khla te chung biyok ni kư chia biyok som nua nu khnong present simple dai chung yung pra pi any. Do you have any children? Do you have any children? Chung children ni kư chia plural noun chung mok pi chai. So yung pra any dai dai sang vi chia biyok som nua mui tiet. She hasn't got any sugar. She hasn't got any sugar. Nhưng mình miễn score so khá khá tê. Chẳng sugar cứ chỉ uncountable noun. Hoặc chứ dục bạc đề xác negative. Chẳng dương trở pra biết any. Yeah. Chẳng summary. Lấy dương mơ cao sẵn khẹp. Chẳng dương ai pra biết xám. Chúng mùi nâng plural noun. Được có uncountable noun được nóng. In positive. Xám plus plural noun. Plus uncountable noun in positive. Sam nâng trở bàn kê pra chìm mùi plural noun nâng uncountable noun nâng nâng bùi dục srop. But can you in question for offer and request? Phần ta dự ai pra sam nâng 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 bùi dục xâm nụ bàn xâm rạp ca bùi dục offer nâng request kê ca bùi dục bà đo xong bà đo lại kê rưu có xong mà vầy mùi bì kê chứ dự ai pra sam nâng nâng bùi dục nâng bàn. Any plus plural noun uncountable noun in question and negative. Any plus plural noun uncountable noun in question and negative. Chẳng dương pra any nâng chờ môi nâng niềm rộp bàn hụt bạch chân á nâng niềm rộp bàn đôi khní à. Vẫn ta dương pra viên nâng nông vụ dụng xâm nua nâng nông vụ dụng bạch đại xa chẳng dương thờ chọn chăm rụng môn bì ní đâm bây nghe sử dụng pra nâng bê đại dương dương thờ pra nông vụ dụng xâm nua nông vụ dụng bạch đại xa nông vụ dụng srop dương thờ kịch ông bì rụng môn bì ní. Làm mấy ai pra trở tâm với chữ cò. Yeah, homework. Fear in some or any. Chẳng cái ai bùng bình bì dục tên pra mùi ní. Chờ mùi nóng biết some rồi có any. Chẳng mô nóng bùng bình bán dân thời an bì dục ní. Ai bán trầm trời nóng prong bì dạch. Hói kết thả với chữ bì dục bà phết nà. Hói dân nâng dược some nóng any mà bùng bình nhớ nóng bà lọt ní. À lời dân mơ đọc ní. I am going to buy age. They didn't make mistakes. I can't pay. I haven't got money. There aren't shops in this part of the town. Would you like beer? Can you give me water? Lời dưỡng chờ bỏ prai ao lúc rủ bỏ prai ao được học nia. How you know bumping? But you don't like clone. I am going to buy age.
lúc rồi bấm bộ phải chỉ phía xa khám ai tại yên thời bấm bình là khuôn ai nhóm nâng tính xuất khắc là they didn't make mistakes bố kê mình bán phơ gồm hóa khắc là tê I can't pay I haven't got money nhóm mình à chấm nái bán tê nhóm mình miên lùi khắc là lao there aren't shops in this part of the town mình miễn hàng thùng nên khắc là tế nếu này nè nếu tì khổng would you like beer ta nè trời ca sẵn beer khắc là tế can you give me water ta nè ai ai tập một nhóm khắc là bàn tế yes now finish and I hope that you can understand this lesson. If you don't understand, please comment and I will try to answer for you. So, thank you, goodbye, good luck, and I hope that you help me to subscribe this video in order to get new and important video for studying. Goodbye and good luck.